Imun là một trong ba con mèo mình có ở nhà. Đặc điểm của Imun đó là mỡ bụng của bạn ấy rất là dày. Nani? Là như thế này, mọi người có thể thấy được ở đây. Sorry con nha, Samsung không có, xin lỗi con nha. Nhưng mà anyway, vậy thì mỡ bụng hay là abdominal hay là subcutaneous fat nó tới từ đâu? Mỡ bụng ở trong cơ thể chúng ta nó cũng giống như mỡ ở tất cả các nơi khác trong cơ thể. Khi mà nó đóng ở trong cơ thể thì nó ở dưới dạng người ta gọi là triglycerides, hay ở trong tiếng Việt này gọi là triglycerides. Đây chính là cái dạng mỡ trong cơ thể mà nó sử dụng để trữ. Là nếu chúng ta ăn nhiều mỡ vào trong cơ thể thì sau cùng những cái mỡ đó nó sẽ chuyển thành hai thứ. Thứ nhất là các acid béo và thứ hai là glycerol. Chúng ta có glycerol và các acid béo nó tổng hợp lại và rồi sau đó cơ thể của mình nó sẽ đem tới những cái nơi đặc biệt để mà trữ ở đó, là đùi hay là mông. Nhưng đặc biệt cơ thể chúng ta rất là thích trữ mỡ ở vùng bụng, và trữ mỡ ở vùng bụng chúng ta có thể trữ mỡ ở hai nơi. Một là chúng ta có thể trữ mỡ ở ngoài da, người ta gọi cái đó là mỡ dưới da hay còn gọi là subcutaneous fat, và cái thứ hai là cơ thể của mình có thể trữ mỡ ở sâu hơn trong bụng, người ta gọi đó là mỡ nội tạng, visceral fat. Cho nên là khi mà chúng ta nói tới mỡ bụng thì thường thường nếu chúng ta cầm cái bụng của chúng ta lên thì chúng ta lắc như thế này thì đó chính là cái mỡ dưới da của mình. Ok, và đó chính là nguồn gốc của mỡ bụng. Imu ơi, chào mọi người đi con. Giờ thấy là nó đã bỏ đi rồi. Ok, nhưng mà anyway, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Mình tên là Khoa, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.